Sau khi cướp ngân hàng tại Quảng Nam, hai nghi phạm chạy trốn ra huyện miền núi ở Thừa Thiên, Huế thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Vào lúc 12 giờ ngày 20 tháng 1, công an huyện A Lưới và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên, Huế đã phát hiện, bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam. Theo đó, hai nghi phạm này là Trần Đông Lập, sinh năm 1990, ngụ tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, và Đặng Văn Được, sinh năm 1999, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên, Huế, bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện miền núi A Lưới. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 1, hai đối tượng này đã xông vào một chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên để cướp tài sản. Khi nghe tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Ngay khi nhận được thông tin của công an tỉnh Quảng Nam có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh này và đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên, Huế đã nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ. Bước đầu, hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Nam khai nhận do nợ nần nên chúng đã bàn với nhau đi cướp tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên, Huế đã biểu dương lực lượng tham gia phá án và khen thưởng công an huyện A Lưới 5 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.